Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Và mình là Roman Vlog đây. Và hôm nay sẽ là một clip tâm linh các bạn ạ. Nhưng clip tâm linh này rất là đặc biệt. Nó đặc biệt ở chỗ nào? Đó chính là anh em mình sẽ thực hiện nghi thức nuôi âm binh và cô hồn hoang. Và hôm nay anh em mình đi gồm 3 người. Đó chính là mình, Tuấn Anh và anh Lực các bạn ạ. Thì nghi thức này đã được thầy mình chỉ rất là tận tình. Đó, rất là tỉ mỉ từng chi tiết một để anh em mình có thể thực hiện một cái nghi thức thành công nhất có thể cho tất cả các bạn của Roma Vlog xem. Và mình cảm ơn tất cả các bạn đã luôn luôn theo dõi và ủng hộ Roma Vlog. Cho tới bây giờ đã hơn 70.000 người đăng ký rồi các bạn ạ. Thì anh em mình cố gắng thêm một tí nữa thôi, anh em mình sẽ lấy nút bạc được các bạn. Thật sự là khi nghĩ tới thì mình rất là hạnh phúc luôn. Và thật sự là cũng nhờ vào công sức của các bạn, mình cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Thì mình cũng mong lấy nút bạc về để mình còn mở một cái offline để mà tri ân những bạn mà đã luôn luôn ủng hộ mình trong từ trước tới giờ. Và mình cảm ơn tất cả các bạn nhé. Và bây giờ không nói linh tinh liên thiên nữa. Và bây giờ anh em mình sẽ tiến hành đi lên Đồng Nai, nơi mà có cái nhà xưởng bỏ hoang và có luôn một cái ngôi mộ ở trong cái nhà xưởng đó, để anh em mình có thể tiến hành lại đó và thực hiện nghi thức đó. Ok, và bây giờ đi thôi. Ok các bạn, thì hiện tại anh em mình đã đi tới Đồng Nai rồi các bạn ạ. Và ở phía sau lưng mình đó chính là một cái xưởng bỏ hoang. Và trong đó có một cái ngôi mộ rất là bí ẩn các bạn. Và mình đã nhắn tin các bạn đó, bạn đó đã chặn luôn cả tin nhắn của mình. Và mình không có nhắn tin cười của bạn đó nữa. Chị em có cả tiếng Anh nghe nè. Thì bạn đó không biết lý do gì, anh Lực thì em không hiểu. Lại lúc nãy anh qua trễ thì tiếng Anh qua sớm có kể tiếng Anh rồi. Cúc nghĩ cái chuyện đó là sao Cúc? Tại sao mà lại chặn tin nhắn mình Cúc? Tôi cũng không biết lý do tại sao nữa, mà chắc cũng có vấn đề gì. Sợ phiền phức kia. Chắc có lẽ là có một cái chuyện gì, em thì suy nghĩ là có một cái chuyện gì đó được che giấu ở đây các bạn. Và hôm nay anh em mình đã quyết định đi tới đây rồi thì mình sẽ thực hiện nghi thức ở đây. Và nghi thức lần này đó chính là nuôi giữ âm binh và cô hồn hoang. Ok, bây giờ anh em mình sẽ tiến hành vào trong để thực hiện nghi thức nha. Hết luôn. Ok các bạn, thì hiện tại anh em mình đang ở cái nhà xưởng bỏ hoang đây các bạn. Mà hôm bữa anh em mình đã có quay clip khám phá cho các bạn xem đấy. Thì lần này đi vô đây anh Lực thấy sao anh Lực? Thấy cũng vậy em. Cũng vậy à? Chói quá. Chói à? Tôi cầm cái đèn này cho khán giả dễ thấy. Ở đây nó bớt một phần u ám là các bạn biết tại sao. Thứ nhất là không có nóc nè. Đấy. Không có nóc nha các bạn nha. Thứ hai là ở gần một cái đường lộ lớn đó các bạn. Cái đường này nếu mà chạy thẳng lên nữa là các bạn đi Vũng Tàu luôn á. Ok, và bây giờ mình sẽ đi vào trong đó đi thực hiện nghi thức nha bạn nha. Gì Cúc, đừng chớp đèn hết hồn Cúc. Cúc làm nhiều pha xanh giỡn Cúc. Các bạn thấy cái ngôi mộ không? Ok, và bây giờ mình sẽ thực hiện nghi thức ở chỗ này trống trống này. Cái mặt của nghi thức thì sẽ hướng vào trong ngôi mộ đó nha anh Lực nha. Đây, ở đây đi, dọn dẹp chỗ này ra đi. Bỏ đồ đi anh em mình dọn dẹp chỗ này ra cái. Ok nha bạn nha, anh em mình sẽ dọn dẹp chỗ này ra cái rồi anh em mình sẽ tiến hành vào nghi thức nha. Ok, Cốt để đèn xuống đi Cốt, phụ anh Lực dọn dẹp cái đó ra cái. Để tôi lấy đồ nghi thức ra. Ok các bạn, thì giờ anh Lực sẽ đang sắp xếp là những thứ để anh em mình làm nghi thức các bạn. Còn mình với Tuấn Anh sẽ đi vô trong đó thắp hương xin một cái các bạn ạ. Ok, đi Cốt. Miễn rất là nhiều luôn, có nhiều bạn hỏi tại sao anh em mình không mang giày, nhưng anh em mình mang giày không có được các bạn. Nó hầm chân sao á. Đây các bạn, mình đang đi lại cận cảnh ngôi mộ đây các bạn ạ. Đây các bạn, đây chính là ngôi mộ đấy các bạn.
mình không quay cái mặt tên tên của người ta được nha mày nha. Ê Cốt, tôi thấy người ta cắm thuốc nhiều quá Cốt. Đốt đốt thuốc đó là cái việc này là như nào Cốt? Cô đốt thuốc rồi cô. Đây rất là tùm các bạn. Ê Cốt, nếu như mà có người dọn dẹp mà sao thấy còn tùm quá vậy Cốt? Sao anh Lực ơi? Ổn không? Ổn không? Ok các bạn, thì anh em mình cũng đã thắp hương và Tướng Anh có đốt cho mộ của người này một điếu thuốc các bạn. Thì đây là chỉ đốt thôi nha, mình không khuyến khích các bạn hút thuốc nha bạn nha. Hút thuốc là có hại về sức khỏe đó. Đi có. Sao rồi? Ok chưa? Ok các bạn, thì đây chính là những thứ mà các bạn cần để thực hiện cái gọi là cách mà để các bạn nuôi âm binh và cô hồn hoang các bạn. Thì theo như lời thầy nói là mình đã chuẩn bị hết toàn bộ những thứ cần thiết để gọi là chuẩn bị cho nghi thức nuôi âm binh và cô hồn hoang. Ok, và anh Lực và Tướng Anh đã sẵn sàng chưa? Ok. Sẵn sàng chưa Cốt? Ok Cốt. Và bên trong đó cái hướng mà anh em mình đang ấy vô là cái mộ các bạn. Thì mình tiết lộ với các bạn luôn là mình không có quay tên tuổi của người ta lên trên máy ảnh được. Nhưng mà vừa sơ qua mình nhìn là hình như nãy bao nhiêu có 10 à tính ra tới năm, nếu như tính luôn năm nay là 18 tuổi. Nhưng mà đã từ trần cách đây 3 năm trước các bạn. Thì 3 năm trước là 15 tuổi. Ok. Và mình hãy quên đi cái chuyện mà ngôi mộ đó đi. Bây giờ anh em mình sẽ tiến hành vào trong nghi thức này nhé. Thì trước tiên khi mà các bạn cần để thực hiện nghi thức gọi là nuôi âm binh và cô hồn hoang, các bạn hãy cần cho mình gọi là 6 lá bùa. Và tất nhiên là ở đây dưới cái chuông với lại bát quái của mình đó các bạn, thì đây chính là 4 lá bùa giống nhau. Và lá bùa này tượng trưng cho 4 hướng nha các bạn nha. Ok, và tiếp theo bên tay phải mình đây, đó chính là một lá bùa để mà mình gọi là đọc thần chú câu vè các bạn. Lá bùa bên đây đó chính là lá bùa để mà giam giữ cái âm khí của âm binh và cô hồn hoang ở trong cái lọ. Đây các bạn xem cái lọ này. Đó, trong cái lọ nha các bạn. Ở dưới đít lọ thì các bạn hãy dùng một tí máu gà. Ở trong á, các bạn hãy dùng một tí máu gà các bạn tha vô xong các bạn hãy phơi một nắng nha. Để cho nó thành lại màu vậy đó các bạn. Đó. Thì mình không có quay cái lúc mà lấy máu gà chét cho các bạn xem được. Tại vì cái đó nó sẽ bị gì cô? Bị vi phạm chính sách. Vi phạm chính sách tiêu chuẩn cộng đồng. Thì nãy anh Lực anh tính lấy đồ anh chùi ra cô. Ngồi phơi hết một ngày mà anh Lực tính lấy cái chùi cô. Đâu biết đâu, tại nó tôi có làm. Chưa nói trước với anh Lực cho nên... mình không biết các bạn. Thì đây là cái lọ để mình đựng nhang thôi. Và đây tiếp theo các bạn cần cho mình một cây quạt giấy hay là cái gì có thể tạo ra gió được các bạn. Không có gì hết. Này, cái quạt bình thường nha các bạn nha. Đó. Nào cũng cầm lên trên mặt cô thử cô. Nó nhìn dễ thương quá cô. Ok, bây giờ anh em mình sẽ tiến hành vào nha. Các bạn hãy cần cho mình nhang và giấy tiền vàng bạc nữa nhé. Hai cây nến ở hai góc như thế này. Ok. Và bây giờ bắt đầu thôi. Cầm tôi cái đèn cúp. Rồi bây giờ thì anh em mình sẽ đốt lên ba cây hương trước. Thời gian của anh em mình có để mà tranh thủ làm xong cái nghi thức này là ba nén hương này nè các bạn.
càng sớm càng tốt nha. Các bạn đừng có để cho ba nén hương tàn hết, cho nên đây chính là lý do mà phải đốt ba cây nén hương trước các bạn. Thì do hôm bữa gọi là có đốt nến nhưng mà gió thổi tắt hoài các bạn. Thì cho nên lần này anh Lực đã rút kinh nghiệm hơn là đã đầu tư vô một cái hộp quẹt có thể tránh được gió các bạn. Anh cắm ra luôn đi. Cái lúc này cắm nhang chưa đọc câu về đó. Và mình đã đọc được rất là nhiều comment của tất cả các bạn gọi là kêu mình á là đọc câu về, đọc thầm trong miệng đi. Đừng có đọc ra ngoài nữa mới không nguy hiểm cho người ta, rồi nhắn tin chửi mình đủ thứ các bạn. Nhắn tin chửi mình là ừ tại sao lại đọc ra như vậy. Mình quan trọng là mình muốn cho các bạn biết hơn về tâm linh thôi. Chứ thật sự anh em mình không có ý hại các bạn đâu. Đầu clip mình cũng có một cái đoạn intro, mình có nói với các bạn là không nên làm theo. Và lúc nào đi quay nghi thức nào cũng vậy anh nhớ không? Anh em mình luôn nói là thôi các bạn không có nên làm theo nha, tại mình không có muốn các bạn gặp nguy hiểm là cái gì đó. Nhưng mà có nhiều bạn thì vẫn chưa hiểu lắm hay sao á. Anh đốt cho em hai cái nến đi Lực. Này. Tắt rồi anh Lực ạ. Gió. Bắt đầu có gió. Bắt đầu có gió rồi các bạn. Các bạn coi con cỏ này. Tới khi tôi quay cái đứng gió rồi không? Đó, đứng gió. Ok. Tiếp theo là bây giờ mình sẽ mở cái lọ ra nha các bạn nha. Quay lại lọ cho ta coi. À, đây. Như vậy nha. Bên trong là mình có để một tí máu gà các bạn. Ok, bây giờ bắt đầu nha. Lấy giấy tiền bạc đó ra đốt một trước đi em. Thì trong lúc anh đục anh Lực đốt mình sẽ đọc câu về nha bạn nha, vừa đốt vừa đọc. Anh cứ đốt để ngoài trước đó, ngồi ngang thôi, đừng ngồi trước mặt nha. À, đừng có ra trước mặt đó ngồi. Ok, và bây giờ mình sẽ đọc câu về nha bạn nha. Nếu như người đã nghe thấy lời của chúng tôi nói, xin hãy làm theo hoặc hiện ra đây và nói những gì người khuất mắt cho chúng tôi nghe. Xong cho Lực. Lấy một tay che nến bên kia Lực không? Ok các bạn, thì bây giờ mình sẽ tiếp tục nha. Che nến là nha Lực. Đừng để nến tắt ha.
rồi bắt đầu mình sẽ lấy những cái bụi mà của cái tờ giấy này các bạn để vào trong. Bắt đầu các bạn hãy lấy ba cây nhang lúc nãy giờ đốt đó các bạn. Anh Lực cầm máy quay giùm em cái. Cái này em không có làm một tay được. Sau đó các bạn hãy dùng quạt. Đầu tiên hãy quạt vào trong đây 3 lần. Quạt ở phía trước 3 lần. Hãy xếp quạt lại. Cắm vào cái lưng này. Đốt cái nến mình đó lên được không? Rồi anh đốt cái nến bên kia lên đi. Đem quay. Ok, và coi như mình đã xong 90% nghi thức các bạn. Bây giờ nếu như mà có âm khí các bạn, thì tự động lá bùa này sẽ bốc cháy nha bạn nha. Lá bùa này sẽ bốc cháy khi mà mình rút nó ra, rút ra khỏi cái nắp bình, và mình sẽ đợi ở đây trong vòng 30 giây tới 1 phút. Ok, và bây giờ đoạn này mình sẽ tua nhanh lên nha. Mình sẽ để camera ở đây không cắt, mình sẽ tua nhanh đoạn này lên. Ok. Ok. Ok các bạn, thì bây giờ là mình sẽ thực hiện cái bước cuối cùng nha các bạn nha. Tuấn Anh rút cái tấm giấy cái giùm tôi cái. Lá bùa bình thường sao nó không cháy cốt? Thì nó không có hiện tượng. Giờ mình lực. Quay của tôi có mặt xanh lè luôn cốt. Tôi cũng tính chạy đang luôn cốt. Anh đang chăm chú mà. Thấy lực nhóm nhóm giò. Nhìn nhìn lá bùa không chớp mắt luôn cốt. Tình luôn các bạn. Bỏ thời gian lên đây. Bây giờ không được gì hết. Gì mà sọc sọc chóng hoài luôn mà. Đi chậm coi thử. Đèn pin đâu? Lực làm nghi thức tới giờ luôn. Dạ. Yeah. Ừ. Lực với Tướng Anh ngồi đây ha. Miễn thông các bạn. Anh Lực anh nói nãy giờ. Trong lúc anh em mà làm nghi thức thì trong đây nghe tiếng sọt sọt hoài luôn các bạn. Trong cái chỗ ngôi mộ này nè, thì nãy anh Lực nói trong lúc làm nghi thức nghe tiếng động trong đây các bạn. Không có gì hết. Giờ anh sao anh Lực? Chắc nghĩ về kêu thầy thiếu quá. Giờ sao cốt? Không, phải có một vấn đề vậy nên
xưởng này mới bỏ đi chỗ khác thôi. Mà nếu như có vấn đề gì đó thì nghi thức mình chắc chắn có thành công rồi. Anh biết là em đã dành thời gian mấy ngày trời để suy nghĩ cho kỹ về những cái gì thầy nói và làm cho đúng theo chứ. Tới nỗi mà bùa vẽ bằng than á bạn. Bằng than mà các bạn dầm chung với lại nhớt á, thì nó sẽ ra như này. Than bằng gỗ thông các bạn nha. Các bạn nhớ bùa thì luôn luôn vẽ bằng than của gỗ thông. Khi mà các bạn đốt cái than của gỗ thông các bạn thì nó sẽ nổ nghe lóc bốc lóc bốc lóc bốc vậy. Này các bạn xem cái đường mực này. Đây mình gọi đèn cho các bạn. Này. Đấy các bạn không? Cái đường mực mà làm từ than với gỗ thông nó sẽ có cái như vậy nè. Đó các bạn thấy không? Giờ mở hũ này ra được không ta? Mình không biết luôn. Được. Giờ mở hũ ra được không? Có đầu trong á. Gì có? Có gì? Cái đầu. Cái đầu hả không? Hồi công an tới bắt mình luôn không? Chế chưa hết Cúc ơi. Xong. Chế gì? Phải chế hết mới được. Chế hết mới được. Phải chế hết hả? Ừ. Giống như các bạn xem nè các bạn. Làm sao để lấy ra ta? Này Cúc, còn luôn cả cái đường mà làm bằng gỗ thông của mình nè Cúc. Khoan để mình lấy nét lại cho các bạn xem cho kỹ nha nè. Chế hết. Nên mình thấy rõ không? Chưa chế hết cái miếng này luôn nè các bạn. Tại nãy gió quá. Để về hỏi thầy cái đó đi Cúc. Chứ giờ làm nữa thì tờ đó nữa đâu làm Cúc. Còn lực. Đưa nhiêu đó hết rồi. Coi như anh em mình. Thứ nhất nè. Chưa cháy hết. Là cái thứ nhất nha. Thấy gì không? Cháy ra bộ. Này ẩu quá. Làm từ đó giờ mà tự nhiên lúc này ẩu quá ẩu. Dùm về hỏi thầy tính cách khác chứ sao giờ này. Làm. Rồi tính sao? Up clip lên không? Thì giờ đó giờ mình Roma mình có hiện tượng mình cũng up mà không. Biết có, là có hiện tượng mình cũng up, không có mình cũng up, nhưng mà cái này là do mình ngu cơ. Thiệt cái này là do mình lỗi nè. Về nhờ thầy vẽ khác rồi mình làm lại chứ sao giờ. Đăng đi cho chứ không mấy ngày không đăng. Rồi giờ là mà, nếu như có bạn nào mà đã xem tới đoạn này á thì sau khi biết cái kết quả mà anh em mình phải gọi là ngơ ngơ các bạn, ẩu tả các bạn. Ok, dọn dẹp đi. Ok các bạn, thì anh em mình đã đứng ngoài phía trước của cái nhà xưởng Bảo Quang đây các bạn. Mình cảm thấy hôm nay anh em mình làm việc rất là ẩu luôn. Thật sự hôm nay anh em mình làm rất là ẩu luôn các bạn. Nhưng mà có cũng đăng, không có cũng đăng, và cho dù anh em mình ẩu và ngu thì mình cũng sẽ đăng lên luôn. Đúng không? Đúng rồi con. Thì... bị chửi Cúc lên đọc comment nha Cúc. Tôi là dễ thương Cúc, ta nói tôi dễ thương, không ai chửi tôi đâu. Ta cũng khen anh thiền hà nữa. Thùng gì hai thằng hiền thằng dễ thương vậy là xong tôi rồi. Có một chữ nhóm á. Ok các bạn ơi, thì mình rất là mong được sự thông cảm của các bạn và mình về để mình hỏi thêm cho của thầy mình coi như thế nào các bạn. Thì anh hai anh em có điều gì muốn chia sẻ với các bạn không? Thì nay cũng tôi cũng thấy buồn tiếc mình đi xa làm buồn gì chứ buồn đấy. Xa như vừa ai anh tưởng đâu có ai không có nhận định tâm thú luôn. Ok anh em mình về thôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dành tình thương và sự chia sẻ, sự quan tâm cho Roma Vlog. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Lời cảm ơn từ tận con tim của anh em mình. Và nếu như các bạn thấy clip này hay, hãy để lại cho anh em mình một like và một subscribe. Và đừng quên comment bên dưới để anh em mình biết là các bạn có còn ủng hộ anh em mình không nhé. Mới mốt nắng đề cao cao đó nha Cúc.
Để thấy mặt Cốt không Cốt? Không có Cốt, gì nhìn ghê quá Cốt. Đó, cậu gì cho mình đem quay tâm linh mà Cốt. Đúng không Cốt? Thì đó. Ok, thì cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều nhé. Xin chào và hẹn gặp lại clip sau. Bye bye. Chào, chào, chào. Phan, cho lực chào cái. Chào. Ok các bạn, bye bye.